Lộ clip Nhã Phương bụng to bất thường trong đám cưới em gái, mang thai 3 tháng là có thật. Dù có nhiều người thân cận lên tiếng phủ nhận tin đồn Nhã Phương mang thai, nhưng clip nữ diễn viên lộ rõ bụng ngấn, khiến dân mạng không bỏ được nghi ngờ. Mới đây, tin đồn Nhã Phương Trường Giang chuẩn bị về chung một nhà vào tháng 8 âm lịch tới. Cùng với nghi án nữ diễn viên tuổi thanh xuân đang mang bầu 3 tháng, đã khiến cả làng showbiz Việt xôn xao. Ngay lập tức, tin đồn Nhã Phương mang bầu được lan truyền và làm dậy sóng mạng xã hội. Cùng với đó, một trang thông tin khác cũng tiết lộ về việc có người nhìn thấy Trường Giang đưa Nhã Phương đến khám tại một bệnh viện phụ sản quốc tế. Liên quan đến việc này, phía đại diện truyền thông của Nhã Phương từ chối đưa ra bình luận vì cho rằng đây là vấn đề cá nhân. Còn chị gái của Nhã Phương khi được hỏi cũng chia sẻ, tất cả chỉ là tin đồn. Mới đây nhất, đoạn clip quay cận cảnh nữ diễn viên trong đám cưới của em gái mình cũng vô tình khiến người ta nghi ngờ. Theo đó, Nhã Phương không còn sở hữu vòng eo con kiến trước kia, mà thay vào đó, bụng ngấn bị lộ rõ. Đoạn clip này càng khiến tin đồn nữ diễn viên mang thai, chuẩn bị cưới chạy bầu thêm phần ầm ĩ. Clip có thể thấy rõ bụng dưới của nữ diễn viên to bất thường, dù cô sở hữu một thân hình hết sức mảnh khảnh. Nhiều cư dân mạng cho rằng Nhã Phương đang trong giai đoạn ốm nghén nên cơ thể xuất cân gầy ốm. Còn có thông tin cho biết, ngày đầu tiên quay Hậu Duệ Mặt Trời phiên bản Việt, nữ diễn viên đã phải bỏ ra ngoài vì nghén quá nặng. Đây cũng có thể là nguyên nhân cô bỏ vai diễn trong bộ phim truyền hình nổi tiếng này, theo như lời đồn đoán. Với những động thái gần đây của nữ diễn viên Ngày Ấy Mình Đã Yêu, khi cô đeo nhẫn Trường Giang cầu hôn, cũng như cả hai bị đồn đã gặp nhau thông qua bức ảnh Trấn Thành đăng tải trên mạng xã hội, người hâm mộ ngày càng tin tưởng vào tin đồn nữ diễn viên sẽ sớm kết hôn với danh hài nổi tiếng.